chỉ cần nhấn cái nút này thôi thì cả ký túc xá này sẽ nổ tung đúng không? Với cái này mà anh lại bảo không muốn tổn thương ai sao? Thật là lực cười, tôi hiểu là cô sẽ đếu tin tôi, nhưng mà cái đó không phải để giết người mà là để phòng thủ tôi. Hàng trăm binh lính đang dựng trại ở ngoài kia thì tôi làm sao có thể để đồng đội mình gặp nguy hiểm được? Nếu quân đội xông vào thì sao? Anh cũng định đổ nó để phòng thủ à? Không có nha, tôi không định làm hại bất cứ ai cả. Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Được rồi, vì tôi đã làm điều xấu xa, chỉ cần ngồi chờ chính ngày nữa là tất cả chúng ta sẽ freedom. Tôi không nói điều đâu, nhưng mà thật khó để cô chấp nhận nó. Sau chính ngày nữa thôi mà, bình tĩnh đợi xíu đây. Tại sao lại là chính ngày? Nếu như muốn ra ngoài thì ra ngay bây giờ chứ, đợi chờ làm điếu gì? Tôi nhớ chị em Blackpink của tôi lắm rồi. Anh lại định nói dối đúng không? Từ trước đến giờ anh toàn nói dối tôi còn gì? Giờ anh định làm trò mèo gì nữa đây? Không có trò mèo trò chó gì ở đây nghe. Rồi răng rô chạy đi, họ rượt đuổi nhau như là Tom and Jerry. Đố anh bắt được em, đố anh bắt được em. Rồi Soho đã bắt được răng rô. Làm ơn hãy tin tôi dù trong phút giây, tôi không muốn cô khổ ở nơi đây, nên là đưa kíp đây cho tôi này. Và Soho đã lấy được kíp. Tôi không còn cách nào khác ngoài theo sát cô, vì có việc mà tôi cần phải quay trở về. Tôi không thể nào mà chết ở nơi đây được đâu, tôi thề. Khi nào mà có cơ hội tôi sẽ đón cô sang bên đó du lịch rồi về nhà tôi ăn vịt khía nước dừa. Và thế là Soho bước đi cùng với chiếc bóng ở dưới chân, rồi vẫn lưu luyến quay lại nhìn, và răng rô cũng lưu luyến vội vàng cất bước đi theo cùng cái What the Hell. Và chị bác sĩ đã nhìn thấy hành động thân mật của họ. Hay mấy cái đứa này yêu đương rô làm chi cho khổ cái thân dậy ta, mình mà là răng rô thì mình cũng dậy thôi chứ có khác nghĩa gì họ đâu. Lầy em gái lại đây một xíu đê, nói với bà cô giám sát là tôi khát nước vãi trưởng, bảo cô ấy lấy một xíu nước cho tôi uống, nhanh lên nha. Ây da, tôi khát nước quá trời quá đất luôn mọi người ơi, ai đó có thể cho tôi một xíu nước không nào? Lầy anh trai cho tôi một xíu nước đê, một cốc cũng được, nước đái của tôi lầy uống không? Thôi nào, một xíu thôi mà nha nha nha, ai đó lấy một xíu nước cho hắn dùng tôi đê, mệt mỏi quá hà. Có chuyện gì đúng không? Cô thực sự không biết Lim Soho đang trốn trong ký túc xá sao? Cả việc máy nghe lén nữa, các người cùng một phe à? Còn má nó, có cái nghịch nha. Nếu có chuyện đó nha cưng, dẹp, nghỉ uống nước con miệng mày đê. U là trời, bà cô giám sát này nóng như kem, đùa một xíu thôi mà bà làm căng dị trời. Làm sao nào, nhìn dề, anh cũng muốn cho tôi uống nước à? Rồi Soho đưa anh trai cảnh sát đi, đấm một nhát cho hả dạ. Tôi đã cảnh cáo anh rồi là đừng lèo mồm lèo mép. What the hell này, nếu như không phải vì anh nhắc đến máy kích nổ thì tại sao răng rô biết chứ? Tôi chỉ muốn ngăn em ấy trốn thôi, chứ ai biết gì đâu nè. Dù sao thì tại sao anh lại đấm người khác khi mà chưa hỏi lý do chứ? Thôi chúng ta hãy cùng ngồi xuống và từ từ mà nói chuyện anh bạn à. Nhìn mặt anh là tôi chán chả muốn nói rồi. Tôi cũng chán nhìn thấy cái bản mặt của anh rồi. Tôi nếu thèm ngồi sau 9 ngày nữa, anh, tôi và các con tin đều chết hết thì anh thấy sao nhở? Nếu như anh không thể khiến tôi đầu hàng thì đừng nên làm gì cả. Dù đầu hàng thì họ có chấp nhận điếu đâu. Mấy tên khốn đó toàn đùa giỡn với tính mạng của bá tánh thôi. Không thể để mấy tên khốn đó đánh gục được đất nước của anh xem dân như con đẻ và không bỏ rơi họ sao? Kết quả sẽ như vậy sao? Sẽ có lượng money khổng lồ cho cuộc bầu cử sắp tới. Họ sẽ cứu mạng ba gián điệp và từ bỏ khoản money lớn kia sao? Anh nghĩ mình an toàn khi có con gái bộ trưởng ở đây hết chính này. Người mà họ muốn cứu chỉ có con bộ trưởng thôi. Đưa chứng cứ đây bạn ơi, đừng có chỉ nói bằng mồm. Hãy bảo người của anh mang chứng cứ xác thực đến đây, bằng chứng chắc chắn rằng Bắc Nam sắp đặt và sẽ giết tất cả mọi người ở đây. Nếu anh thích thì tôi chiều, tới lúc đó anh phải đập vỡ cây đàn ý lộ, đập vỡ cái máy kích nổ chết tiệt đó đi đấy, và bắt tay cùng tôi chống lại họ. Soho đang luyện bài How You Like That của Blackpink để hát karaoke cùng răng rô, nhưng bà chị bác sĩ thích BTS hơn nên đi tắt TV của người ta. Rồi đột nhiên có điện thoại, xem tin rồi đúng không? Nghe cho rõ đây, trước mắt người dân cậu phải giả vờ là đang trì hoãn, chúng tôi đang cố gắng để trấn áp mọi thứ, nhưng sao cậu lại không kiên nhẫn, hành động vội vàng thì chả khác nào tự sát đâu. Con tin và cả cậu cũng sẽ đi đời, vậy nên tuyệt đối không được thả con tin, nhưng mà thả em yêu của tôi thì được nha. Để tôi đi xem thử. Đồng chí Lim Soho, cậu hãy đưa cái máy kích nổ đó cho tôi đi. Tinh thần cảnh giác của cậu lỏng lẻo đến mức một cô gái cũng có thể cướp nó đi, còn để tôi phải dạy cậu dùng nó như thế nào ư? Lập tức nâng cao tinh thần cảnh giác, nếu không thì cả đồng chí và tôi đều sẽ xuân lầy con không về. Ok, tôi nghe bà chị lần này, nó đây, giữ nó cẩn thận đê. Ok luôn em trai, để chị giữ hộ nó cho, chị sẽ sử dụng khi mà thời cơ chín mùi. Bye bye em trai. Ây da, thật là xúc động quá mà, họ đã mang outfit nam cho bọn mình. Với sự biết ơn từ trái tim này, chúng ta có nên giảng hòa không anh trai? Bố mày đang check bom, biến ra chỗ khác mà chơi đê. Ây da, anh trai Soho đẹp trai khoai lang đến kìa, thiệt là ngại ngùng, mắc cỡ hết sức dậy đó hả? Chào em gái, hồi bữa chuồng đi có gì vui không nhờ, để nghe chơi. Hello anh trai, tôi sorry, tôi lỡ chuồng rồi thì chuồng nghĩa luôn chứ biết sao giờ. Được rồi, mấy anh em mang đồ lên trên hết cho tôi, để bà chị lầy ở đây một mình đê cho chừa cái tội. Lầy anh trai, tôi muốn ở đây cùng bà chị xinh đẹp lầy cho bà chị đỡ cảm thấy cô đơn. Nếu có chuyện đó nha cưng, đi lên trên hết cho bố mày đê, không nói nhiều. Cô cũng lên đê, ở đây có vẻ cô đơn đấy. Rồi họ cùng nhau lên phòng của Soho gặp anh trai cảnh sát. Hello đội trưởng, anh ổn chứ? Chết tiệt, mặt mũi anh sao thế này, không có tham đâu mấy bạn. Ê, tôi ổn, mau ngồi lên trên giường đê, để ta bắt đầu bàn đại sự nào. Kể từ bây giờ hãy lắng nghe cho kỹ từng lời tôi nói đây, để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, họ sẽ không chỉ giết hết gián điệp, mà là cả con tin, tôi cần bằng chứng họ sẽ làm điều đó. Nếu cô vội vàng hành động thì cả cô và phóng viên kia đều sẽ phải chết, nên hãy đưa cho tôi ngay khi có bằng chứng, ngày mai tôi cần phải có nó. Hãy đảm bảo rằng sáng mai cô sẽ tìm được đê. Sáng mai sao? Làm điếu nào mà tôi tìm kịp chứ? Một lát tôi còn đi ăn mì cay và uống trà sữa cùng bạn trai nữa đó. Nhưng mà hai người, đúng vậy, chúng tôi đã giảng hòa, trước hết ta cần phải sống sót đã. Nhưng mà cậu có thể cho tôi một chút không gian để tôi tâm sự với con vợ này của tôi một xíu được không? Chỉ một phút thôi nha nha nha. Nếu cho nha, tôi không có ăn cơm chóa, mời hai người ra ngoài dùng, không có phát cầu lương gì ở đây hết á. Từ bây giờ 30 người được thả sẽ được ra ngoài, hãy đi theo thứ tự. Được rồi các em gái yêu của chị, hãy đi theo thứ tự từng người một và hãy cẩn thận một xíu. Đạp chúng bom mình là banh xác hết cả đám nha mọi người. Tất cả cúi đầu xuống đê, nuối tiếc cái gì? Mày may mắn đấy thằng khốn, thay quần áo mới đê. Lầy mấy thằng kia tránh ra đê, tất cả đống outfit này là của bố mày hết nha. Đứa nào dám đụng là bố mày bắn vỡ sọ hết đấy. Nhân lúc đó răng rô nhanh chóng bỏ anh trai cảnh sát, họ nói sẽ rời đi trong 9 ngày tới. Liệu có thật không? Soho nói à, anh ta nói vậy với cô à? Vâng, anh ấy nói họ sẽ rời đi trong yên lặng, nhưng tại sao phải đợi 9 ngày? Tôi sẽ nói nhỏ với cô, nhưng cô đừng nói cho cả thế giới nhé. Nên nói thế nào ý nhở? Tôi biết điều này vì tôi từng sống cùng anh ta. Tôi không hề cảm nhận mùi giết chóc hay sát nhân nào từ anh ta cả. Anh ta khá là ngọt ngào và cũng khá là chu đáo. Nhưng mà em thích Quang Tê à?
Sao cơ, em làm sao mà có thể thích anh ta chứ? Làm gì mà chuyện vô lý đó có thể xảy ra được chứ? Hê Dông nói đúng rồi đấy. Lúc tôi nhìn Son Hee, tôi đã trúng tiếng sét ái tình. Cô ấy đã đánh thức mai hớt của tôi như là định mệnh. Son Hee là nàng thơ và mặt trời của tôi. Em sẽ đồng ý với anh chứ? Anh sẽ bảo vệ em suốt phần đời còn lại. Lầy bớt bớt phát cơm chó đê mấy má. Một xíu nữa là tôi đưa hai người lên thiên đàng cùng nhau hết đấy. Quầy nhìn Son Hee khoái khoái chảy nước miếng kìa mọi người. Cầu hôn gì mà không có cả nhẫn chứ? Cậu nói chí phải, thiệt là xấu hổ quá đê. Răng rô thì đang ngồi nghĩ chừng nào thì mình mới được Soho cầu hôn như thế nhở? Thiệt là mong chờ khoảnh khắc đó quá đê mà. Rồi răng rô liền đi hỏi anh trai cảnh sát, chừng nào tôi được Soho cầu hôn dậy ta? Mong chờ quá đi hà, tôi cũng đều biết đâu, nhưng mà có vài điều cô cần biết. Tôi biết là rất khó tin, nhưng bà chị bác sĩ cũng là gián điệp nốt. Sao cơ, anh nói thiệt chứ? Đúng là khó tin quá đê mà. Không chịu đâu. Nhìn bà chị như vậy mà là gián điệp, sốc thiệt á chứ. Đồ khốn, sao lại thả con tin chứ? Tôi chưa từng nói là sẽ tuân lệnh ông mà. Cái đồ ngu dốt không biết sợ à? Biết bố mày là ai không? Tôi đều thèm quan tâm nha. Nhưng kế hoạch của ông là gì? Làm cách nào để chúng tôi an toàn trở về? Tôi vẫn chưa thể tin ông nha. Nghe đây, trước ngày diễn ra bầu cử, sau khi giải cứu toàn bộ con tin, chúng tôi sẽ thông báo đã giết hết các anh. Đó là cái plan. Giết ư? Ông định giết chúng tôi sao? Chúng tôi chỉ làm giả chúng. Các anh hãy yên và nghe lời đê. Nếu muốn an toàn trở về, manh động nữa thì quên chuyện đàm phán đê. Chúng tôi có trong tay một số tiền khổng lồ, nhiều đến mức Bắc Hàn sẽ không phàn nàn nếu có giết các anh thật. Rồi có vẻ Soho đã biết tất cả, chỉ mong lung như một trò đùa. Mình chỉ là một nước cờ của các lãnh đạo Bắc Hàn, chỉ là một món đồ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Mọi người thì đang ngẩn ngơ nghe bà chị Hê Dông hát ca vài bài opera trong màn đêm. Cảm xúc mọi người đang rất là sâu lắng, chìm đắm trong khúc ca du dương tiếng beat kết hợp với vocal của bà chị Hê Dông. Trong không gian mùa đông năm nay hơi bị nóng, mọi người đều cảm thấy có thứ gì đó trống vắng trong lòng, cảm thấy thiếu một thứ gì đó trong căn phòng. Có lẽ thứ mọi người cần đang bây giờ là một bản nhạc thật cháy khét, lẹt đèn đẹt đen thui thùi lùi thành tàn tro. Đến từ vị trí của nhóm nhạc Đen Hồng, thổi bùng lên ngọn lửa cháy rực cảm xúc trong lòng. Đang phiêu linh chiêu chiêu theo nhạc thì bỗng nhiên anh trai trốn tắt nhạc. Thực sự mà nói thì em chấm bi của chúng ta hát hò cũng ra gì đấy mọi người nhờ. Nghe lầy, tên tôi là Hê Dông chứ không phải là chấm bi nha. Với lại tôi không hát khi không có beat. Tôi là Maria Callas của Hosu. Được rồi, để tôi đàn cho chị hát lầy. Tiếng pháo và khói thuốc súng quét qua vực sâu. Ở đây đầy nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Đã có hàng rêu bám ở mọi nơi và đang có cụm các cùm cụm. Hay, rất hay, hảo hảo, vỗ tay con má nó chứ. Sao em chấm đi lại có thể hát hay đến thế này? Rồi mọi người đã chìm sâu trong cơn mê mơ màng man mác. Sáng sớm tinh mơ, bà cô cùng tất cả các sinh viên bật nhạc lên cùng nhau tập thể dục. Sau mấy ngày bị nhốt tập thể trong nhà ăn, tập thể dục để nâng cao sức khỏe, tập thể dục để mãi tươi trẻ, tập thể dục chuẩn bị đi đẻ. Bà đang làm cái điếu gì vậy? Tập thể dục để giữ dáng không được sao? Ít nhất họ nên làm chuyện này chứ. Cậu giữ chúng tôi ở đây mà điếu cho chúng tôi tắm rửa. Đến hôm nay chúng tôi thậm chí còn chưa được đánh răng. Mồm của bọn tôi giờ thúi như đống rác luôn đấy. Còn người thì hôi như con chuồn luôn. À má ơi, kinh thực sự. Chúng tôi sẽ cảm thấy amazing nếu được rửa mặt. Anh có thể để chúng tôi làm thế, đúng chứ? Được rồi, 10 người đi một lượt. Nếu ai dám làm trò mèo thì những người còn lại sẽ bị thương. Không ai được phép lên tầng 2 nha mọi người. Được rồi mọi người ơi, một hàng dọc tập hợp, đếm số thứ tự nào. Bắt đầu từ răng rô. Rồi mọi người chạy tán loạn đến phòng mình để rửa mặt, còn bún ốc đứng đây không biết có ý đồ gì. Lầy anh trai, phòng của tôi cạnh phòng giặt, tôi có thể lên tầng 2 không? Cô ở tầng 2 sao? Đúng vậy, vì tôi không phải là sinh viên nên không có ai thân thiết để mượn bất cứ thứ gì. Ok, phòng cô ở đâu? Chỉ đường D. Răng rô thì không biết đang lục tìm thứ gì mà chưa được đi rửa mặt nữa. Em đang tìm cái biểu gì đấy răng rô? Có ai thấy cái đồng hồ Diola Deco cô tê 5 tỷ của em không mọi người? Nó ở trong cái túi màu đỏ đấy. Ây da, hên quá, nó vẫn còn ở đây. Đồng hồ công ty đưa cho quảng cáo hộ, làm mất là bay luôn cái đại sứ thương hiệu Dior, nhưng mà có vẻ nó hư rồi. Thôi vứt nghĩa D, xin công ty tài trợ cái khác. Rồi răng rô nhanh chóng tốc độ chạy đi rửa mặt cho kịp thời gian. Bún ốc thì chạy từ trên cầu thang xuống. Lầy, đa tạ anh nha, đa tạ vì lần trước đây chưa từng có ai đứng về phía tôi. Phòng của tôi ở đằng kia, anh có muốn đi tham quan phòng của tôi xem nó có gì không nào? Thôi đây bạn ơi, ai mà thèm. Rồi anh trai lọ kia nghe thấy tiếng miệng gì mà cứ bíp 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 ở bên ngoài, nên đi ra xem thử. Răng rô nhân lúc này liền chạy đi khám phá xung quanh. Anh trai lọ kia từ từ cẩn thận bước xuống xem nó là cái điếu gì đây nhở. Uầy, ai vứt quả đồng hồ Dior ở đây thế nhở? Đem bán cũng được bộn tiền đây. Lần này là giàu rồi, nghỉ làm gián điệp thôi. Còn răng rô thì chạy đi khám rồi phá khắp các phòng trong ký túc xá. Rồi răng rô chạy đến phòng nghe lén mà anh trai cảnh sát ẩn nấp lúc trước, tìm cách mở nó ra, nhưng mà chẳng biết mở dư thế nào nữa, không biết cái nút ở đâu. Nhưng cuối cùng cũng mở được rồi nè, thiệt là may quá đê. Để vào xem thử bên trong đây có cái điếu gì để rửa mặt không nào. Bên trong đây cũng được của nó đấy, toàn là băng đĩa không lầy. Ước mơ của mình là đây chứ đâu. Lầy, cậu khỏe chưa đấy? Xem lầy tôi khỏe như voi luôn anh trai. Nhưng mà nó vẫn đau vãi trưởng linh hồn luôn. Răng rô đã bỏ trốn con địa nó rồi mọi người ơi, mau đi tìm đê. Được rồi, mau đi tìm thôi nào. Nhân cơ hội anh trai lầy lọ chỉ có một mình anh trai cảnh sát, với kỹ năng tự mở trói thượng thừa của mình thì đã thoát được. Đánh nấc anh trai lầy lọ, rồi mở còng số 8 cho anh trai cảnh sát, lấy quả AK của anh trai lầy lọ. Sau đó mọi người bắt đầu thực hiện kế hoạch đảo chính của mình. Soho thì chạy nhảy khắp nơi, không biết tìm răng rô ở đâu đây nữa chứ. Chúng ta sẽ trốn khỏi ký túc xá. Nghe đây, trong phòng cầu nguyện có lối đi bí mật, chúng ta sẽ trốn thoát bằng lối đó. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Ta hãy đi cùng nhau. Tốc độ nào các em. Bà chị bác sĩ thì đang rửa tay chẳng hay chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, suỵt im lặng đê. Có chuyện điếu gì đang xảy ra dậy anh trai? Răng rô đang ở trên tầng 4. ANSP đã quyết định đưa cô và cô ấy rời khỏi đây trước, nên là chúng ta phải mau đi tìm cô ấy thôi nào. Anh trai cảnh sát kêu bà chị bác sĩ vào trong phòng, rồi khóa cửa nhốt bà chị ở trong chỏng nghĩa luôn. Không ngờ đến nước đi lầy của tôi đúng không bà chị bác sĩ? Ha 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 ha. Úi giời ơi, thiệt là quá trời bất ngờ luôn ý. Trái ngược với bà chị bác sĩ bị nhốt thì mọi người đã chạy đến thánh đường và đến được lối đi bí mật để chuẩn bị thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Còn bún ốc chạy không lo chạy lo đi tìm kiếm cái điều gì đó trong phòng, lục lục lọi lọi tùm lum đồ đạc của người ta chẳng biết tìm cái gì. Nói đê, để tôi vô phụ tìm chứ, thấy bà tìm mệt quá hà. Rồi bún ốc kéo ra quả ba lô khá là nặng, có vẻ đó là money và vepon. Rồi cứ thế kéo đi luôn. Còn mọi người thì đã xuống đến tầng hầm chuẩn bị tới lối thoát ra ngoài, thì anh trai lọ kia cũng ở đây và phát hiện họ trốn. Nói câu vô dụng nhất trong tất cả các bộ phim, hãy mở cửa ra, hãy đứng lại ngay. Còn bà chị bác sĩ thì không bị đần, phá vỡ cái kính rồi kéo chốt mở cửa tự thoát ra ngoài. Chốt điếu gì mà để cao dậy ta, ông thợ làm cửa bị đần à? Rồi Soho loay hoay tìm kiếm răng rô trong căn phòng, còn Soho thì hồi hộp trong lòng,
sợ bị Soho phát hiện mình đang ở trong căn phòng nên tay răng Jo hơi bị run làm rất miệng quả băng đĩa lậu hải ngoại cái bịt làm Soho nghe thấy và phát hiện ra, đúng là càng sợ thứ gì thì nó càng bị thứ đó mà. Soho đã biết được răng Jo ẩn nấp phía sau cánh cửa đó nên tiến lại hò hét gào thét tên răng Jo và bảo răng Jo mở cửa ra đây bạn ơi, niệm thêm câu thần chú vừng ơi mở cửa ra đây răng Jo, em đang ở trong đó mà đúng không? Nào nghe lời anh, mở cửa ra đây rồi chúng ta sẽ về chung một nhà, mở cửa ra đi mà, đừng làm ngơ làm MC khay anh mà, anh đang rất lo lắng cho em đấy, em chỉ cần mở cửa ra thôi, còn mọi thứ trên đời hãy để đôi vai anh gánh vác. Rồi Soho bỗng gõ theo nhịp 1 2 1 2 3 cạch cạch cạch, làm răng Jo bỗng nhớ lại quả ký hiệu gõ cửa mà mình đã chỉ Soho khi anh ấy ẩn núp ở trên tầng 4. Bao nhiêu là ký ức ngày xưa bỗng ùa về ngập tràn trong đầu, nơi con tim yếu đuối mong manh buồn sầu overdose, làm răng Jo cực kỳ là xúc động, cứ ngỡ Soho đã lãng quên chiều thu nhưng mà anh ấy vẫn còn nhớ tới những ký ức này. Còn Soho thì khá là tuyệt vọng khi mà lói khô rát hết cả cổ họng, gõ cửa đỏ hết cả tay mà răng Jo không chịu mở cửa. Còn anh trai cảnh sát thì lén lút đột nhập từ phía sau, Soho phát hiện ra và thế là họ lại đấm nhau kịch liệt, đấm nhau kiểu nông dân, đấm nhau kiểu quê mùa, đấm từ vụ đông xuân đến hè thu thay mùa. Nhưng anh cảnh sát thì trơn trượt như là con cá chuối, muốn níu anh ta trong tay khá bảnh cũng khá đuối. Răng Jo ở trong phòng nghe thấy tiếng họ đấm nhau rất chi là to lớn và hơi bị sợ hãi các thứ nên mở cửa đi ra xem gì nào, cầm theo quả cúc vàng đi đến chỗ hai người đang đấm nhau, định đập vô đầu Soho mấy nhát, làm Soho hơi bị phân tâm rồi dừng đấm, nên là anh trai cảnh sát đã lấy lại thế thượng phong, đưa quả súng ra ngắm vào đầu Soho đang thất thế và chìm đắm không thể nào mà phản kháng. Nhân lúc anh trai lọ kia bị thất thủ ở tầng hầm nên mọi người không thoát ra bằng lối thoát bí mật nữa, quyết định chuyển sang kế hoạch B, thoát ra bằng cửa chính cho oai phong lẫm liệt. Nhưng mà cửa có bẫy bom kìa mọi người ơi, dậy thì anh ra gỡ bom D, anh học trong quân đội mà, nhanh lên D. Nhưng mà đó là bom sao nhờ, tôi chỉ biết thả bom thôi chứ không biết gỡ. Lầy em trai ơi, lên đây giữ cái tên gián điệp này D, để anh mày xuống gỡ chứ mày gỡ từ lưa tùm lum tè le là banh xác hết cả đám đấy. Răng Jo cùng Soho đi xuống dưới sảnh, rồi anh trai cảnh sát tự tay đi gỡ quả bẫy bom đặt ở ngoài cửa. Anh trai sinh quân khiêu khích làm Soho hơi bị lóng, còn anh trai cảnh sát không quan tâm, vẫn cứ tập trung gỡ mấy quả bom. Có vẻ cũng gần xong rồi mọi người ơi, để tôi tháo cái chốt này ra xíu. Ok, đã gỡ xong rồi nè, mọi người cùng ra ngoài đi. Ánh mắt Soho nhìn răng Jo trông rất đáng thương, như muốn nói rằng hãy ở lại với tôi đi, mọi người đừng rời khỏi đây mà. Rồi bỗng tiếng nói của bà chị bác sĩ vang lên và xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đứng yên đó, không được di chuyển. Nếu ai đó di chuyển thì tôi sẽ bấm cái nút này và tiễn đưa tất cả mọi người về với đất mẹ bao la hết đấy. Nên là lo mà đi, ngửi mùi đất cho nó quen dần đi. Anh trai Quang Tê không nghe và thế là bùm. Tập 9 tạm dừng lại ở đây, chúng ta hãy cùng chờ đợi tập 10 xem bà chị bác sĩ có bấm nút thật không hay đó chỉ là một cú lừa từ tổ đội edit thôi.